Em xin chào toàn thể bác đang theo dõi kênh Đọc Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay buổi sáng ngày 9 tháng 2 âm lịch thì hôm nay tiếp tục cái chủ đề là chăm sóc lại cho những cái đào sau khi chơi Tết xong. Thì hôm nay em sẽ quay cái clip này lên để chia sẻ với các bác các cái bước phòng bệnh cho cây đào và bón phân làm sao cho cái cây đào để nó phát triển đồng đều nhá. Thì cách đây 15 ngày thì em đã quay clip lên để chia sẻ với các bác cái cách cắt dăm làm sao để cho dăm nó bật đều lên. Đấy, thì hôm nay quay lên cho các bác xem đây. Đấy, sau 15 ngày những cái cây này đã cắt dăm thì các bác xem này. Đấy, tất cả những cái cành dăm bé thì em cắt hết sạch đi, chỉ để lại những cái tay chính như thế này. Đấy, thì đến hôm nay là dăm nó lại bắt đầu bật lên rất là đồng đều và khỏe như này các bác. Đấy, nên là các bác phải cắt mạnh tay giống như em này nhá, chỉ để lại những cái xương chính, những cái tay chính của cái cây đào thôi thì là cái bộ dăm của mình sẽ đều và đẹp. Còn hôm nay là đến cái thời điểm mà phun thuốc phòng trừ sâu đục thân thì em quay lên để chia sẻ với các bác. Khi mà cái dăm đào của các bác, những cái lộc non này nó ra được khoảng độ 5 đến 7 cái lá như này. Đấy, thì các bác phải đi tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu đục thân. Đấy, ngoài cái thuốc phòng trừ sâu đục thân ra thì các bác phải kết hợp với một loại thuốc nữa là man xanh nha các bác. Trong cái thuốc man xanh đấy thì nó có cái thành phần là mancozet ấy, thì nó cái phòng bệnh các cái loại bệnh nấm này. Bệnh thán thư, bệnh rỉ sắt, các loại bệnh về nấm luôn các bác ạ. Thì các bác kết hợp hòa chung hai cái loại thuốc đấy vào và phun cho cây thì toàn bộ cái cây của mình nó sẽ được xanh tươi và tốt như này nha các bác. Đấy, mầm như này thì các bác đã sẽ đi phun thuốc hai cái loại thuốc đấy thôi, phòng trừ sâu đục thân của lúa cũng được, bất kể loại quả gì, chỉ cần là thuốc phòng trừ sâu đục thân thôi, với lại mancozet. Đấy, man xanh, các bác cứ ra hiệu thuốc hỏi là bán cho cái túi thuốc man xanh ấy, thì các bác hòa chung hai cái đấy vào và các bác phun. Còn cây của em thì từ lúc trồng đến đây các bác, từ lúc trồng em chỉ có tưới kích rễ 2 lần sau khi trồng xuống đất. Đấy, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Rồi khi mà cây xung quanh cái bầu này khô thì em lại đi tưới nước giếng thôi. Đấy, thì hôm nay đến thời điểm hôm nay là mùng 9 tháng 2 âm lịch, sau 15 ngày, sau 20 ngày trồng xuống đất thì cây nó đã bật được dăm như này này. Đấy, còn bây giờ em sẽ đi vào một cái cây đào mà đến thời điểm là có thể bón phân được cho cây rồi nhé các bác. Thì những cái cây này là em cắt dăm sớm hơn thì có thể là bón phân xung quanh gốc cho cây được rồi. Thì em quay luôn để cho các bác chuẩn bị trước nhé. Đấy, khi các bác phun thuốc phòng trừ sâu đục thân khoảng độ 1 tuần sau. Đấy, 1 tuần sau thì cây nó sẽ phát triển được như này và không bị sâu bệnh như này. Đấy, đây các bác, phun thuốc phòng trừ sâu đục thân 1 tuần sau thì cây nó sẽ lên được khoảng độ 5 cm. Các cái cành dăm này nó lên được khoảng độ 5 cm. Đấy, khi lên được 5 cm này các bác lại tiếp tục phun cho em một lần phòng trừ sâu đục thân nữa. Đấy, và khi đến thời điểm này thì các bác có thể khơi đất ở xung quanh cái mặt hố này ra, khơi đất xung quanh cái bầu này ra và các bác trộn phân chuồng ủ hoai này và phân NPK loại đầu trâu với các bác. Đấy, loại bón thúc cho cây đấy, thì các bác rắc xung quanh và các bác lại ụ lên một đống đất như này nữa để cho cái thời tiết mùa hè nó nắng nóng thì cây nó được ụ một lớp đất lên cao thì nó sẽ không bị cháy rễ và nóng rễ, cây đào nó mát mẻ thì ở bộ rễ thì nó mới phát triển được khỏe nha các bác. Đấy, đấy thì chỉ có hai cái việc đây thôi. Từ giờ đến một tháng sau thì chỉ có hai cái việc là đi phun thuốc phòng trừ sâu đục thân. Và khi mà dăm nó cao được 5 đến 7 cm như này rồi thì các bác có thể khơi ra, các bác bón phân, bón lân được rồi. Đấy, lân là lân NPK, phân NPK đấy các bác ạ, phân đầu trâu đấy. Còn khi mà nó vẫn còn đang lún phún như này thì chỉ các bác chỉ có đi tưới nước. Nếu mà các bác nào mà có 1-2 cây chăm sóc thì các bác vẫn có thể tưới thêm kích rễ nữa để cho cái bộ rễ nó khỏe thì cây nó sẽ bật lên chồi rất là nhanh. Đấy, như hai cái cây như này thì là bây giờ các bác phải đi bón lân được này, bón lân NPK ấy, loại đầu trâu ấy, và đi phun phòng trừ sâu đục thân. Đấy, còn đào em chuyển hết lên đây rồi các bác. Các cái loại đào gieo từ hạt, loại thất thốn gieo từ hạt 2 năm và 3 năm chuyển hết lên đây. Mỗi cái đám đất con như này thế nhưng mà trồng được 100 cây đào ấy các bác ạ. Toàn là đào thất thốn bonsai.
Đây, quay qua cho các bác xem những cái cây đào mà sau khi cắt dăm xong thì nó cũng bật lên dăm rất là mạnh. Nên là các bác phải lưu ý một điều là khi mình cắt dăm cho cây đào sau khi chơi Tết xong ấy thì các bác cắt càng đau thì cái cây nó lại càng bật lên nhiều dăm. Các bác cứ không dám cắt thì là dăm nó sẽ bật lên cái rất là kém nha các bác. Đây. Các bác xem. Đấy, một cây đào và thất thốn gieo từ hạt. Ở đây là cây này anh khách đã mua rồi là và đặt lại ở vườn của em chăm sóc đến cuối năm thôi các bác ạ. Còn bên này nữa. Cây cũng gieo từ hạt. Đấy, sau khi cắt xăm cắt dăm thì nó bật lên chi chít luôn, đến lúc những cái cây này em còn phải đi tỉa dăm đi đấy các bác ạ. Mỗi cành chỉ để lại hai mỗi cái đầu này em chỉ để lại hai nách dăm thôi, hai cái nách lá để nó tập trung nó nuôi vào thì dăm của mình nó sẽ mập hơn. Hoa mùa này vẫn còn đỏ thắm này các bác. Rồi cái video này em quay ngắn lên đây thôi nhá, để chia sẻ với các bác cái cách mà mình chăm sóc tiếp cho những cây đào sau khi mình chơi Tết xong. Còn hiện tại là tất cả các loại giống cây đào thì em vẫn còn ở trên sân đây. Những cây đào thất thốn phai kép gieo từ hạt loại 2 năm tuổi. Giá của những cây này là 1,5 triệu một cây là bao ship. Đã được uốn cốt bonsai hết rồi. Đấy, cây như này là cây 4 năm tuổi cũng đã giao lưu. Đây. Thất thốn phai kép đây các bác. Các bác nào muốn sưu tầm thì các bác nhắn tin hoặc gọi điện đến cho em nhé. Tất cả các loại đào thì thất thốn thì em đều có hết ở trên đây. Đấy. Rồi em xin chào toàn thể các bác nhá.